nên em bỏ kéo ở đây. Hai em hai bên. Hai em luôn. Hai em hai bên mà. Ờ. Quay đổ lắm. Con này câu này. Đụng má lần đầu tiên luôn á. Dễ mà sớm mai lên kia không chịu quất. Dài mà cáo. Chết. Đồ này cánh tén này chết rồi. Vậy mà quyến mày. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Đây, giờ mời anh em theo dõi hai lật thủ nha. Nay không có đi sen ong, mà nay chuyển qua sen chim. Đụng quỷ đứng đọt rồi kìa. Đứng đọt cái rống quá mà. Đây nè. Đứng đầu là vô mà không có thấy rồi. Ôi, gió lúc dưới kia. Còn nhánh này treo này nó quật gì liền. Em này sung quá mà anh em thấy không? Biết không? À. Để cho nó về nó đấu coi. Nó còn nhanh kêu nào đấy quốc đại nào nó sung là về ném liền. Sáng có cầm chân đứng kia. Chân đứng kia nó dày quá. Còn cái đây chắc đứng sụp mũi sùng quá. Nhìn ra. Có rình cục lại lại. Đổ cho nó đứng cao cao một chút. Quay thấy. Quýu. Còn giờ chết lắm. Vừa thôi giờ chết lắm. Mọt này gơ hay mọt này hay hả? Thank you.
Rồi, chuyển kia rồi anh em. Chuyển hướng vô đâu. Chỗ đây. Đó, em chim kia không về. Rồi theo đuổi con hàng ở dưới bờ nha anh em. Rồi theo xuống xuống coi nó này. Sao mai giờ nó quấn hai lần mà. Giờ nó mới giờ đã nó mới vô được kèo nè. Chí chí mà dính nữa thôi. Ui đồ. Sẽ còn con nào sàng sàng lòng đá sẹt sẹt đấy. Máy. Máy mà đá nè. Trời nó kén sông. Đập hết hai cánh luôn mà.
nên em bỏ kéo ở đây. Hai em hai bên. Hai em hai bên mà. Ờ. Ôi đổ lắm. Con này câu này. Đổ má lăng mập tiền không ạ? Dễ mà sớm mai lên kia không chịu quốc. Dài mà cáo. Đó chết. Đồ này cánh tén này chết rồi. Vậy mà quyến mày. Chết chết. Con này dở lên cổ này. Con đẹp ăn này. Đồ má bách hay không? Bách hay ạ. Đồ sáng bỏ nhân sâm chim mò này ngang chị sung quá. Đâu sao kia mà mau đâu sợ đâu. Còn giờ đến hai cánh hai con mà tao mà. Là nhốt đấy mà. Đấy, hàng tiếng anh em hàng đấu ấy. Sao nãy như còn một con nó sẹt gì nữa mà. Còn con là ba con à. Đồ quá chứ, giờ phải biệt sao này. Bắt đầu im luôn, nghe kêu nữa. Rồi, họ kết thúc video nha anh em. Anh em nào mua chim thì... Alo.